Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo và hôm nay có sự kiện mới mang tên là Thương Đồ Tiên Vực. Đây là lần đầu tiên mình gặp cái sự kiện này ở server của mình, còn anh em mà đã gặp chưa thì mình không biết. Đó, hôm nay xem sự kiện này nó như thế nào đây. Ok này, Tiên Vực Thương Đồ khi bắt đầu sẽ chia bang tham chiến với các bảng. Mỗi thành viên bang đều có thể giao dịch tăng linh ngọc, nhận danh vọng, tăng hạng bang tại bảng. Quyền tham dự là giai đoạn báo danh thì sẽ hiện quyền tham dự này. Ok, này thì mình được quyền rồi. Quy tắc giao dịch là trong sự kiện từ 10 giờ đến 22 giờ mỗi ngày thì được giao dịch. Ngoài thời gian này thì không thể giao dịch. Mỗi lần sự kiện thì số linh ngọc khởi điểm phụ thuộc cảnh giới mỗi đạo hữu. Cảnh giới càng cao, linh ngọc khởi điểm càng nhiều. Có tổng 15 địa điểm, mỗi địa điểm có đặc sản chân bảo cố định. 10 giờ mỗi ngày sẽ làm mới. Mỗi lần làm mới, tồn kho, thời gian hành trình cố định giữa hai địa điểm là 4 giờ. Sau mỗi lần đến có thể kích hoạt một lần thưởng sự kiện. Quy tắc khiêu chiến. Trong sự kiện, 19 đến 22 giờ mỗi ngày được khiêu chiến bang khác. Mỗi bảng có 12 bang, mỗi ngày có 5 lần khiêu chiến. Miễn phí nha, mỗi lần khiêu chiến, trừ một lần khiêu chiến. Danh vọng bang, phụ thuộc vào danh vọng thành viên bang. Quy tắc thăng cấp Tiên Vực Thương Đồ gồm 3 tầng. Bang top danh vọng trong bảng thi đấu mỗi vòng cao thì sẽ thăng cấp vào vòng sau, nhiệm vụ mỗi ngày. À, có nhiệm vụ mỗi ngày luôn, có dự đoán, có thành tựu, có hạng sự kiện. À, có dự đoán luôn, nhưng mà vòng cuối thì mới đoán được này. Gói, gói ở đây thì có đào, gói video cổ vũ. Ok, 6 cái, 12 và 18 cái. Ok, nhiệm vụ thì có cái gì? Chặt cây 500 lần, khiêu chiến đấu pháp, kích hoạt huyết mạch, tầm bảo một lần, chặt cây 500 lần đúng không? Thế thì phải chặt thôi. Ok. À, cái khiêu chiến này á. Ê, chuyển qua dương thần tí. À, âm thần tí anh em ạ. Ok. Ờ, khiêu chiến luôn anh em ơi. Let's go. Hôm nay là thứ 2 đúng không? Hôm nay là thứ 2. Tốc độ x3 đi cho nhanh. Mấy cái này đi. Ok. Hồi sinh với chúng tôi này. 1,81 đức này. 1,81 đức này. Bằm. Ây à, có phản kháng anh em ạ. Ây à, hồi máu khó chịu phết anh em thấy không? Một trong những em pet cực kỳ khó chịu là em Loan Điểu anh em nhé. Không chỉ có Huyền Vũ khó chịu đâu, mà Loan Điểu thì cũng khó chịu luôn. Nếu như anh em nào mà không có suy yếu trị liệu thì ôi dồi đấy. Đây là em chú tước của mình, thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng reset ra một dòng là suy yếu trị liệu để khắc chế vào mấy ông né nhá. Tầm này thì chưa có tài nguyên để mà reset anh em ơi. Ok. Một múc. Ôi xì bà. À, hôm nay chỗ anh em mưa. Ôi chào, chỗ mình mưa vãi cả bìu luôn. Hôm nay đi trên đường, ôi my god. Ở trên đồi mà nó chảy cái đất đỏ xuống, trông chán luôn anh em ạ. Thề, bực vãi cả trưởng luôn. Thế phát nữa. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi. Đúng rồi, thời tiết cứ đến tháng 7, tháng 8 là mưa nhờ. Cắt cao thực sự luôn. Hết rồi, bây giờ thì mình có thể lao tu được rồi anh em ơi. Đó. To con bò luôn, luân hồi điện, check qua tí. Rồi, tinh quái các kiểu xem nào. 1, 2 này. 1, 2, 3. Ôi ôi, hình thiên. Chịu à, có tay. Tầm bảo một lần đúng không? 1, 2, 3, 4 luôn này. Ơ, ngon. Perfect luôn anh em ạ. Thương Đồ Tiên Vực, nhiệm vụ 2 phát. Khi còn đến mạch 3 lần, khiêu chiến dị thú. Thu thập đạo cụ tại phúc địa. Không biết là cái thu thập đạo cụ tại phúc địa này có làm trích được không nhỉ? Ôi thôi chết rồi. Mất bố mất một con đây rồi anh em. Ôi 1260 rồi. Ôi mình sắp được con thứ 7 rồi này anh em này. Mình sẽ thu hồi một em để làm nhiệm vụ anh em nhá. Reset phát ra nào. À, thu thập này. 3 4 5 6 7 8 9 10. Được không? Ôi đếch được anh em. Nó bắt phải thu thập. Kiểu thu thập nhận được vật phẩm rồi. Yêu chiến dị thú xâm lược à? Thế đổi qua bên nguyên thể tí đi. Yêu chiến dị thú xâm lược đúng không? Chiến luôn. Chiến luôn. Ok. Rồi, xong. Quay trở về âm thân.
Tiếp tục là tự động chặt cây để làm nhiệm vụ tiếp. Giảm thời gian 9.000 nữa thôi là mình sẽ lên được cây 16. Thật là tuyệt. Quá là tuyệt vời anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn. Thế còn nhiệm vụ gì nữa không? Nhiệm vụ tao kích hoạt huyết mạch 3 lần à? Kích luôn nè. Thần thông xem nào. 1 2. Ôi 20 lần nữa thôi là mình có thêm được cái thần thông ngộ đạo này. Rồi, được một nửa chặng đường rồi. Đây, xong cái nhiệm vụ. Rồi, đấy cũng khá khơ khớ đấy. Thương đồ bảo điển cái gì đây? Trong này có vẫn là một số những cái kích nạp. Vào, bắt đầu vào trong này này, xem có cái con què gì anh em nhá. Hiện tại là mình đang linh ngọc ban đầu là 5.750. Ok, linh ngọc cơ bản 2.300, linh ngọc cảnh giới 3.450. Ok, để xem là như thế nào. Đạo hữu, sau khi nhận linh ngọc chúng ta hãy tới đặc sản tiên vực hiện tại. Cái gì đấy? Rồi, cái gì? Túi nạp bảo, đặc sản các kiểu, tiên thương lục. Mình đây. Rồi sao? Choáng kháng né này. Tăng đấy, anh em thấy không? Anh em bảo là tại sao yêu lực của mình lên chậm? Bởi vì mình lấy là đúng cái chỉ số kháng choáng với cả choáng với cả kháng né thì nó mới ra. Thì anh em có thể thấy là từ level 382 đến level 400 của mình mà nó mới ra được cái trang bị choáng kháng né mà ngày nào cũng xả 2-3.000 đào. Thế đấy là lý do tại sao mà mình lên chậm là vì thế đấy. Đấy, nhưng bây giờ lên một phát thì lên gọi là nhanh luôn. Chuột ỉa thì lâu, trâu ỉa mấy chốc kiểu vậy. Đấy, thay luôn này. Thế là lên 2.95 ức luôn. Mà từ 2.88 ức. Nó là như vậy anh em nhá. Tử tiêu tiên cung. Vào xem nào. Cung điện tử tiêu hùng vĩ trắng lệ. Cái gì đây? Châu báu. Đặc sản này. Thiếu hụt. Như nào? Mậu dịch. Đặc sản tiên tàm tơ trù. Biết hiểu làm kiểu gì luôn anh em ơi. Đặc sản này. Cái này là cái gì? Giá thị trường trừ 17. Lụa tứ kim tầm 9. Hình như là mua vật phẩm để làm gì ta? Mậu dịch này. Có khiêu chiến này. Rồi ở đây thì sao? Ở đây thì có những cái vật phẩm khác này. Ok. Ủa cái này không có cái gì luôn vậy. Huyền tinh. Nào nhỉ? Gửi tinh thạch. Chưa nghe ra nào anh em ạ. Tiên thương lục. Đặc sản này Bắc Hàn giới. Người phát hiện hello. Ủa như nào? Xếp hạng nhóm là 2. Không hiểu luôn anh em ạ. Thề. Chưa hiểu cái sự kiện này nó chơi kiểu con què gì luôn ấy. Mộng dịch. Hiện tại là cái tiên tàm tơ trù này đang là có giá là cao nhất này. Và nó đang được giảm giá 17%. Ấn thử ở đây xem nào. Lụa từ kim tầm 9. Mình đây. Bao phủ trong xương, nghe nói chủ cung là một tiên gia lão tổ tu luyện hàng vạn năm. Lụa từ kim tầm 9. Wow. Như nào nhỉ? Có phải là ở cái chỗ của mình đây là có hai cái vật phẩm này, ông nào mua thì mình được điểm cao hay như nào? Khiêu chiến đây, thử xem nào. Khiêu chiến. Rồi. Trong sự kiện 19-22 giờ được khiêu chiến cứ điểm khác. Mỗi vòng có 5 lần khiêu chiến, mỗi ngày đều cài lại, đạo hữu đừng bỏ lỡ. Ủa ôi. Tiếp. Đây này, tầm này là cũng ok đấy. Có một vài ức cơ. Nhưng mà phải 19-22 giờ thì mới được khiêu chiến cơ. Cay cú thế nhở? Tự động thì cái gì? Sau khi chọn nhấp nút khiêu chiến sẽ mở tự động khiêu chiến. Ok. Hay nhỉ? HL bóng tối vạn yêu giới. Wow. Đang bảo vệ không thể khiêu chiến. Cái này cũng tương tự luôn. Fuck man.
Rồi để mình xem nào. Cánh. Ô, sao ông này lại có cả phi thuyền các kiểu gì đấy? Ảo ma Canada thế nhở? À ừ, mình cũng đang có phi thuyền đấy thấy. Mậu dịch này. Giá 412. Mua vào. Mua vào là... À, mua đi bán lại à? Số lượng 13 mình thử mua một cái chứ nào. Dạ. Ủa, sao của mình lại nhảy lên nhở? Ủa, sao mình mua cụ mất rồi? À, bán ra. Tổng giá bán. À, cái này tức là mình cứ mua vào những cái nào mà giảm giá sâu. Sau này nếu như tăng giá lên thì mình sẽ bán, đúng không? Hợp lý này. Ok, thiếu hụt 237. Ui, tăng 18%. Ở đây này. Ví dụ như cái này là mình mang ra mình bán này. Vật phẩm mình đang có là giá là... Wow, cái của mình cũng có cái này mà. Mộng dịch. Nhưng mà hiện tại là mình chỉ có 13 cái tiên tàm tơ trù này thôi. Đúng không? Bây giờ đỏ không mua, xanh lấy gì bán. Đấy, thế là mình phải mua cái này vào. Mua cái này vào thì mình sẽ có được giảm giá 17%. Rồi sau khi mà nó chờ nó lên tăng giá lên như kiểu cái này đang tăng lên 18% này, thì mình sẽ mang đi bán. À, hợp lý này, đúng không? Rồi, ok đấy. Còn khi mà chiến trường chắc là cướp bóc thêm một số những cái vật phẩm à. Cái này thì để tối mà tầm 19 đến 22 giờ xem tình hình như thế nào nhá. Bừng cuồng quá. Sự kiện khó hiểu vai cả nồi luôn. Thề anh em. À, anh em nào mà đã chơi này rồi thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Hơi bâng khuâng tí. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Điều Như Tầm Đạo nhá.